bún thang lươn đặc sản Hưng Yên thì chắc chắn là không phải ai cũng biết. Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Anh, ba đời nhà tôi làm bếp trưởng. Nghe bún thang thường mọi người sẽ nghĩ ngay đến món bún thang thanh đạm đặc sản Hà Nội. Nhưng bún thang lươn theo như tôi tìm hiểu lại là một món đặc sản nổi tiếng ở phố Hiến Hưng Yên, thậm chí là đã có từ rất lâu đời rồi. Tìm ở Hà Nội chỉ thấy có duy nhất quán bún thang 89 phố Hiến xưa này ở phố Nguyễn Tuân là có bán món này. Vì đối với tôi đây là món ăn lạ, chưa từng trải nghiệm hay là hiểu về nó nên sẽ dành một chút thời gian để trò chuyện cùng chị chủ quán để hiểu hơn về món ăn này trước khi trải nghiệm. Mình hỏi một chút, cái vị của nước dùng này thì rất là đậm đà, nhiều mùi tôm, cảm giác như kiểu tôm nõn khô. Thì bạn có thể chia sẻ một chút về nguyên liệu ở trong cái nước dùng được không? Anh đoán đúng rồi đấy. Trong cái món bún này, cái linh hồn của cái bát bún này chính là cái nước dùng. Cái nước dùng này là cái quan trọng nhất. Nước dùng này được linh từ xương lợn trong vòng 24 giờ. Nước dùng phải trong, phải thanh đạm, phải ngon. Bao gồm đi kèm với nó có cả xá sùng và lõn tôm khô, nước dừa và rất nhiều gia vị, nhiều nguyên liệu khác nữa mà em không tiện kể. Công thức gia truyền của món bún thang lươn này nhà em nó có từ lâu rồi, có từ thời ông bà rồi. Cứ những cái rau này là mẹ chồng em là người trực tiếp, bà ở nhà em ở trên trồng bưởi, ở dưới trồng rau. Nên là bà trồng được rất là nhiều rau nên là tự phục vụ. Và tất cả những hoàn toàn những nguyên liệu mà có ở để làm nên món bát bún này nhà em 100% là cam kết không nhập hàng ở Hà Nội và những nơi không rõ nguồn gốc. Kể cả từ những cái rau này đều là mang từ nhà lên á. Sau khi thử một thìa nước dùng thì tôi cảm thấy nó quá khác biệt so với cả bún thang Hà Nội. Nước dùng bún thang lươn đậm đà hơn rất rất nhiều. Nó có vị ngọt thơm của tôm nõ là chủ đạo. Nước dùng dày vị và ngọt sâu. Trứng và giò lụa được sắt mỏng tỉ mỉ. Thịt ba chỉ sợi cắt nhỏ chiên giòn ăn vừa ngậy vừa thơm. Và đặc biệt nhất chính là miếng thịt lươn này. Nó đã được tẩm ướp gia vị vừa đủ. Phần vỏ ngoài giòn nhưng bên trong thịt lươn vẫn mềm ẩm và không hề bị tanh. Ăn kèm với cả rau sống, cho thêm chút ớt chưng cay cay hoặc là nặn thêm một chút chanh đã mang đến một trải nghiệm rất thú vị. Có 3 size 50, 80, 100 cho mọi người lựa chọn. Theo tôi quan sát thì khách ở đây đa số là dân văn phòng xung quanh khu vực vì chỗ này nằm ở chân tòa chung cư. Có cả chỗ đỗ xe ô tô và xe máy khá là thoải mái. Không gian thoáng mát, sạch sẽ từ khu vực ngồi ăn cho tới khu vực chế biến. Thêm một cái nhỏ thôi, nhưng mà tôi cảm thấy khá thú vị để chia sẻ. Đó là trà chanh ở đây uống rất ngon nhé. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm món bún thang lươn Hưng Yên. Không biết những mô tả về cảm nhận của mình cũng như hình thức món ăn tại quán có đúng chuẩn Hưng Yên hay chưa. Nếu bạn nào biết rõ hơn về món ăn này, hãy cùng chia sẻ nhé. Mà mình cũng hay thấy là phụ nữ thường rất thích ăn lươn, nên nhân dịp lễ mùng 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ này, các bạn hoàn toàn có thể đưa bà, mẹ, vợ chị em đi trải nghiệm thử món ăn đặc sản này nhé.